Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì đến với chương trình tìm hiểu thông tin du học Mỹ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trường đại học Massachusetts Lowell, hay còn gọi là UMass Lowell. Thì trường đại học UMass Lowell được thành lập vào năm 1890 ở tiểu bang Massachusetts của Mỹ. Trường thì vốn nổi tiếng về đào tạo khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Đây là một trường tiên phong trong công nghệ nano, công nghệ sản xuất nano, công nghệ sản xuất sinh học và nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và hiện tại thì có hơn 12.500 sinh viên đang theo học tại trường thuộc hơn 100 ngành nghề khác nhau, từ bậc cử nhân cho đến cao học và tiến sĩ. Và trong đó thì có khoảng 500 sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 125 câu lạc bộ sinh viên trong trường. Thì trường UMass Lowell thể hiện sự đa dạng thông qua các lễ hội dân tộc, các tổ chức văn hóa đặc trưng ngay trong khuôn viên của trường và các chương trình học thuật để chuẩn bị cho sinh viên thành công trước khi mà bước ra cái thị trường thế giới. Vậy thì tại sao bạn nên chọn trường đại học Massachusetts Lowell? Thì theo tạp chí Boston gần đây bình chọn thì Lowell là một trong những nơi dễ sinh sống nhất ở tiểu bang Massachusetts. Thành phố được ghi nhận với chi phí sinh hoạt phải chăng, cộng đồng nghệ thuật phát triển mạnh và hệ thống giao thông công cộng thì tuyệt vời. Và Lowell là trung tâm văn hóa của Merrimack và có những địa điểm lịch sử danh tiếng và những nơi giải trí hàng đầu của vùng. Và xếp hạng 56 trên thế giới theo tạp chí Global Top 200 Time London năm 2010 World, và xếp hạng thứ 6 tại vùng New England, chỉ sau trường đại học như là Harvard, MIT, Yale hay là Brown. Và UMass Lowell là trường đại học quốc gia hàng đầu, nơi đào tạo tất cả các chuyên ngành về đại học cũng như các văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ theo đánh giá của US News and World Report, và được tờ Princeton Review đánh giá là một trong những trường đào tạo kinh doanh tốt nhất tại Mỹ. Và các chương trình MBA tại UMass Lowell thì được công nhận bởi hiệp hội AACSB kể từ năm 1987. Và nhằm tạo điều kiện để các bạn du học sinh tiết kiệm chi phí thì hiện đang có suất học bổng 12.000 đô cho 4 năm học, với điều kiện các bạn học sinh đủ điều kiện để vào chương trình UPB tại Navistad, UMass Lowell và nộp deposit sớm nhất sẽ được nhận học bổng là 3.000 đô cho năm đầu tiên UPB. Nếu các bạn học sinh duy trì được GPA trên 3.0 thì sẽ tiếp tục được nhận học bổng là 3.000 đô một năm cho 3 năm học còn lại cho khóa đại học của mình. Và để tìm hiểu rõ hơn về thông tin nhận học bổng ra sao cũng như thông tin về trường, các bạn có thể truy cập vào website tundaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên ngay với văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả các bạn. Thì ngày nay du học Mỹ được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học. Và trong chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay, mời các bạn cùng trò chuyện với em Diệp Mỹ Thanh, một tân du học sinh Mỹ vừa nhận được visa du học. Chị chào Thanh. Chào chị. Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp đại học Văn Lang và em cũng vừa lãnh bằng vào tuần trước. Hôm nay thì em đi xin visa và rất may là em đã đậu. Niềm vui được nhân đôi đúng không? Cái cảm nhận của Thanh khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế nào em? Dạ thì cũng như em vừa nói á, tuần trước thì em cũng vừa lãnh bằng xong rồi bây giờ lại đậu visa đó, em rất là vui. Cái lý do tại sao Thanh chọn Mỹ để du học em? Dạ em chọn Mỹ thì bởi vì ở bển thì em cũng có bạn bè ở bển, rồi ba mẹ cũng muốn em đi sang bển thì sau này cái tấm bằng của em trở về Việt Nam á sẽ có giá trị và em có thể có cơ hội thăng tiến cao hơn. Qua Mỹ thì mình sẽ học ở bang nào vậy? Dạ em học tại bang Massachusetts. Rồi mình học ở trường nào? Dạ em lúc đầu thì em sẽ học tại trường UC Boston. Sau đó em sẽ chuyển tiếp và học chính thức tại trường UMass Boston đó chị. Rồi cái cảm giác khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Dạ thì trong thời gian làm hồ sơ ở đây á thì em có những cái thắc mắc gì á em hỏi các anh chị đều trả lời rất là tận tình. Và anh Khôi với chị Kim là hai người cũng trực tiếp hướng dẫn cho em á. Anh Khôi em thấy rất là nhiệt tình, dễ thương. Em có cái thắc mắc gì á em gửi mail hay là những cái tin nhắn thì cho anh Khôi đều trả lời rất là nhanh chóng. Trong quá trình phỏng vấn á thì em cũng có học với anh Bảo Anh. Thì lúc đầu thì nói chung là em cũng có hơi phần sợ sệt đó. Nhưng mà sau khi học với anh Bảo Anh á thì anh cũng phân tích cho em nghe nhiều cái khía cạnh và những cái mặt mà em cần phải tránh né, cho nên là từ đó em cũng cảm thấy là tự tin hơn. Khi đi vô phỏng vấn thì em cảm thấy tự tin. Dạ, rất là tự tin. Qua đâu thì Thanh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ thì em cũng tìm kiếm ở trên mạng và nó có giới thiệu là những cái
công ty uy tín đó chị. Thì em thấy là Tân Đại Dương là một công ty tốt, cho nên là em quyết định chọn Tân Đại Dương. Cái dự định trong tương lai của Thanh thì như thế nào? Em sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định gì? Dạ, sau khi học xong tại Mỹ thì em sẽ về Việt Nam làm việc cho công ty VNG như lúc đầu em cũng mong muốn. Và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em học tập tốt tại Mỹ và hoàn thành được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của em Dịch Mỹ Thanh về cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường cao đẳng đại học của Mỹ. Và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ ở quận Nhất, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thông tin về các chia sẻ thì các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!